Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình test hướng dẫn sử dụng cái máy pha cà phê Siroca hàng nội địa Nhật. Nó sử dụng điện 100V nha anh em. Anh em sử dụng biến thế xài điện 100V. Đầu tiên thì anh em mở cái nắp của nó ra. Có hai phần, phần này là phần cà phê. Anh em bỏ một lượng cà phê tùy vào anh em uống. Nó tối đa 4 cốc thì anh em bỏ cà phê vào. Và bên này là đợi ngăn chứa nước. Anh em đổ nước vào tùy mực nước sử dụng, anh em dùng máy tách nó có thông báo mực nước đây đó, mình sử dụng hai tách. Và anh em đóng nắp vào, nó sẽ báo một cái tít, là nghĩa là anh em đã đóng nắp kỹ rồi. Tiếp theo là đến phần cà phê. Mình có chế độ cà phê bột, cà phê hạt. Mình đang pha cà phê bột thì mình đỡ cà phê bột bỏ vào, thì nó đang pha, bắt đầu pha đó. Mấy cái bàn đâu? Bây giờ anh em nếu đếm thời gian nha, nó cỡ từ 1 phút tới 1 phút rưỡi, khoảng 2 phút đi. 2 phút thì được một tách cà phê. Bắt đầu nó đang đun nóng cà phê và nó pha cà phê cho anh em. Đó. Bây giờ cà phê đã bắt đầu chảy ra rồi, khoảng 30 giây là nó chảy ra. Anh em nó đổ lượng nước bao nhiêu thì nó pha bấy nhiêu. Anh em pha 1 tách, 2 tách, 3 tách, 4 tách. Đó, bên nước ngoài thì người ta nấu uống loãng hơn thì người ta sử dụng mực nước nhiều. Còn anh em ở Việt Nam uống cà phê đậm đặc hơn thì sử dụng mực nước bên thế này. 1 tách, 2 tách, 3 tách, 4 tách thì anh em sử dụng đậm đặc thì bên mức này, còn sử dụng loãng là bên mức này. Đây là mức nước. Anh em xem, nó đun nóng luôn cho anh em nha. Đun nóng hơi nước nè. Rất là thơm, mùi thơm tỏa ra rất là thơm. Và khi nó xong, nó sẽ báo lên cho anh em. Anh em tắt máy. Và ta đã có được một tách cà phê cực kỳ thơm ngon. Chúc anh em một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Mình xin kết thúc video tại đây. Thân ái chào tạm biệt tất cả.